Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Rome, Italy, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào cuối tháng 10 nhằm hàn gắn và tiếp tục tiến về phía trước sau rạn nứt liên quan đến thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20. Tôi cho rằng đó là dịp tốt để xem xét cách thức mà chúng tôi có thể hàn gắn. Đó là sự thật. Chúng tôi muốn cùng nhau giải quyết vấn đề. Theo dự kiến, Tổng thống Pháp Macron sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden giữa tháng này, trước khi sẽ gặp mặt trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh các nước G20, dự kiến diễn ra ngày 30 và 31 tháng 10 tới tại Rome, Italia. Mặc dù vậy, trong một tuyên bố đưa ra trước khi rời Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu EU và các nước Tây Ban Can tại Slovenia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu cần phải rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng tàu ngầm và muốn châu Âu cần phải rõ ràng với chính mình trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phức tạp. Ông Macron cũng cho biết châu Âu vẫn cần một sự rõ ràng hơn từ Mỹ, nhất là các cam kết sau một loạt các sự kiện gần đây, từ việc rút quân của Mỹ tại Afghanistan đến việc hình thành liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia mà không có sự trao đổi với châu Âu. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm Pháp để hàn gắn mối quan hệ với một trong những đồng minh truyền thống quan trọng nhất tại châu Âu. Trong chuyến thăm và làm việc tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về các cách thức thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, bao gồm khả năng hợp tác Mỹ-Pháp ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các khu vực khác. Cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Macron và Ngoại trưởng Blinken kéo dài khoảng 40 phút tại Điện Élysée, được quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là rất hiệu quả và nghiêm túc. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Pháp kể từ khi công bố thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân hôm 15 tháng 9. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã lên tiếng cảnh báo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, dù có nhiều quan điểm cho rằng cuộc chiến này sắp đi tới hồi kết. Phát biểu trong buổi thảo luận trực tuyến của WHO, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Bộ phận Dịch bệnh Khẩn cấp của WHO cho biết, cơ quan này đã ghi nhận có 3,1 triệu ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua và 54.000 trường hợp thiệt mạng, dù con số thực tế có thể còn cao hơn. Tình hình hiện nay vẫn rất khó lường bởi chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sự lây lan của virus. Tuy nhiên, tại một số thành phố, các phòng chăm sóc đặc biệt và bệnh viện vẫn chật kín người, nhưng trên đường phố, người ta lại ứng xử như thể đại dịch đã hoàn toàn chấm dứt. Do cách thức thế giới xử lý khủng hoảng, COVID-19 sẽ không bị loại trừ và vẫn sẽ tồn tại dai dẳng. Theo số liệu thống kê của AFP, kể từ khi bùng phát vào tháng 12 năm 2019 đến nay, đã có ít nhất là 4,8 triệu người trên thế giới tử vong do COVID-19. Số ca tử vong hiện nay chủ yếu ở nhóm đối tượng chưa tiêm chủng vaccine. Trong diễn biến liên quan, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC mới đây đã cảnh báo về làn sóng tử vong mới vì COVID-19 tại lục địa già. ECDC cho rằng, trong 2 tháng tới, các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp tại châu Âu sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19, số ca nhập viện và tỷ lệ tử vong do sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại đây rất cao. ECDC cũng nhấn mạnh, ngay cả những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn có nguy cơ mắc bệnh và tiến triển nặng. Hiện mới chỉ có 61% tổng dân số EU đã tiêm chủng và tỷ lệ này vẫn còn thấp ở khu vực Đông và Nam Âu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới nghiêng ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn nghiên cứu của một công ty an ninh mạng chuyên về điều tra số và phân tích tình báo 2.0 ở Australia cho biết tỉnh Hồ Bắc tâm dịch của Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 đã mua đáng kể các thiết bị được dùng để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm. Trước lúc công bố ca bệnh COVID-19 đầu tiên, cụ thể theo nghiên cứu, số lượng bộ xét nghiệm sinh học phân tử PCR mà tỉnh Hồ Bắc mua đã tăng mạnh nhiều tháng vào năm 2019, trước khi Trung Quốc báo cáo các ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Khoảng 67,4 triệu nhân dân tệ đã được chi để mua các bộ xét nghiệm PCR ở Hồ Bắc trong năm 2019, gần gấp đôi số lượng năm 2018. Sự gia tăng bắt đầu từ tháng 5 năm 2019, dựa trên nghiên cứu Internet 2.0 đã kết luận với sự tin tưởng cao rằng COVID-19 đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với thời điểm Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO về COVID-19. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những phát hiện nêu ra của báo cáo này, đồng thời cho rằng truy tìm nguồn gốc COVID-19 là một vấn đề khoa học nghiêm túc, cần được các nhà khoa học giải quyết.
AstraZeneca đã nộp đơn đề nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc ngừa COVID-19 AZD7442 nhằm bảo vệ những người phản ứng kém với vaccine. Hồ sơ được AstraZeneca nộp lên FDA bao gồm dữ liệu từ thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy AZD7442 giúp giảm 77% nguy cơ phát triển triệu chứng COVID-19. Loại thuốc này được tạo ra nhờ kết hợp hai kháng thể đơn dòng, ban đầu được phát triển với mục đích điều trị cho người đã nhiễm virus, nhưng sau đó ghi nhận cả công dụng phòng ngừa. Theo AstraZeneca, AZD7442 có thể bảo vệ những người không có phản ứng miễn dịch đủ mạnh với các vaccine COVID-19 hoặc để bổ sung công dụng của tiêm chủng ở những người cần được bảo vệ nhiều hơn như các binh sĩ. Nếu được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp, đây sẽ là loại thuốc điều trị phòng ngừa COVID-19 đầu tiên được dùng tại Mỹ. Bồ Đào Nha là một địa điểm tiềm năng về nguồn năng lượng từ thiên nhiên, gồm mặt trời, gió và nước. Các nhà khoa học tại đây đang khám phá những cách thức mới để khai thác năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường. Cách bờ biển Viana do Castelo gần 18 km về phía bắc Bồ Đào Nha, có 3 tuabin gió ngoài khơi đang được lắp đặt trên các cấu trúc nổi khổng lồ và được neo bằng dây xích xuống đáy Đại Tây Dương. Hiện tại, đây là một trong những trại phong điện ngoài khơi lớn nhất thế giới và được xem là nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu. Dự án có công suất 25.000 MW, mỗi tổ máy 8,4 MW. Đây là một trong những tuabin gió lớn nhất trên thị trường hiện nay. Các khu vực khai thác năng lượng mặt trời và tuabin gió đã trở thành một phần cảnh quan của Bồ Đào Nha từ nhiều năm trước. Việc lắp đặt các tuabin ở vùng biển sâu, nơi có gió mạnh, cho phép Bồ Đào Nha khai thác nhiều năng lượng hơn. Nhưng thách thức vẫn tồn tại, đó là việc xây dựng ngoài khơi rất tốn kém. Tôi không được phép tiết lộ chi phí của dự án, nhưng đây là công nghệ sáng tạo hướng đến cân bằng chi phí năng lượng hấp dẫn và cạnh tranh hơn. Sau cùng, công nghệ này sẽ phát triển điện hiệu quả hơn và chi phí hợp lý hơn. Điều đó giúp cho các trạm phong điện ngoài khơi mở rộng quy mô. Cách Viana do Castelo, 2 giờ lái xe, nhiều trạm phong điện nổi trên mặt nước khác cũng đang được đưa vào thử nghiệm. Các công ty này tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vốn đang bổ sung cho thủy điện. Điều này sẽ giúp ích cho một con đường hướng tới sự bền vững và một thế giới không carbon. Xe điện không chỉ góp phần đảm bảo một môi trường sạch hơn và tạo ra một thế giới ít ô nhiễm hơn, mà còn mang lại cảm giác dễ chịu khi lái xe bởi độ êm và ít gây tiếng ồn, nhất là khi đó còn là một chiếc siêu xe. Các nhà sản xuất xe điện hiệu suất cao đang tìm ra những thiết kế mới và đưa vào chiếc xe của mình, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Hãng Ferrari và Mercedes-Benz đang trông cậy vào công ty khởi nghiệp Yasa để giải quyết vấn đề về tốc độ của các siêu xe khi họ đang chạy đua để chuyển sang xe điện. Thách thức đầu tiên đó là khả năng duy trì nguồn pin và khó khăn tiếp theo là động cơ điện sẽ quá nóng nếu hoạt động quá nhanh. Có trụ sở tại Oxford, công ty động cơ điện Yasa có thể giải quyết những thách thức về điện khí hóa các xe hiệu suất cao nhất dựa vào công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm dày dặn. Thông thường hầu hết các xe điện trên thị trường đều dùng động cơ điện lớn khoảng gấp 3 lần kích thước của công nghệ Yasa và cũng gấp 3 lần trọng lượng công nghệ của chúng tôi và hiệu suất thì thấp hơn khoảng 10%. Hiện công ty Yasa sản xuất động cơ cho Ferrari, nhà sản xuất siêu xe Thụy Điển Koenigsegg và một công ty siêu xe giấu tên tại Anh. Trong khi đó, chỉ cách Yasa vài km, công ty xe điện Aiza đã phát triển hoạt động các dòng cơ hướng trục làm mát bằng nước và đang chuẩn bị sản xuất động cơ cho thị trường xe máy rất lớn ở châu Á. Seat đang đàm phán với một nhà sản xuất siêu xe và hai nhà sản xuất ô tô khác đã quan tâm đến dạng động cơ này. Mục tiêu cuối cùng của nhà sản xuất xe điện hiệu suất cao là phải tìm cách phát triển pin nhẹ nhưng mạnh hơn và làm cho thùng xe nhẹ hơn. Điều này đương nhiên sẽ tốn hàng tỷ đô la Mỹ để các nhà sản xuất siêu xe tồn tại và phát triển lâu dài.